Ok và hello anh em, mình mới có lập một cái shop up về Free Fire và Liên Quân giá rẻ. Thì anh em nào muốn sở hữu những cái tài khoản ngon, bổ và rẻ thì hãy qua shop thanheg.com nha. Và mình sẽ quay cái vòng quay kim cương để có thể sở hữu 9.999 kim cương với chỉ giá là 20.000 thôi anh em ạ. Tôi sẽ mua khoảng 3 lượt đi, 3 lần đi anh em. Ok, chúng ta sẽ mua nha. Và mình bắt đầu là mình quay nha anh em, mình còn 3 lượt nữa. Đây, mình sẽ quay nha. Và không biết là liệu rằng chúng ta có vào được 9.999 kim cương hay không. Rồi. Wow, ui, tôi được 9.000 kim cương luôn này. Ui, vãi trưởng luôn anh em ạ. Vòng quay may mắn vãi. Vừa vào cái được 9.000 kim cương luôn. Oh my god. Lần thứ hai sẽ được cái gì đây? 10 kim cương, khổ lần 2 thì bắt khá đã khá đen rồi anh em. Và cũng một lần 3 nhá. Rồi, xem nào. 10 kim cương nhưng mà tổng cộng là mình được 9.020 kim cương anh em nha. Rồi thì anh em nào muốn quay giống như mình thì có thể vào shop Arc Free Fire, vòng quay kim cương, shop thanheg.com nha. Rồi ok. Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thanheg đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nha. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn trong tương lai nhé. Và nếu video được 1.000 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của tựa game Dragon City nha. Anh em hãy like ngay cho mình bây giờ và chúng ta có 3 giây anh em phải like nè. Và 3, 2, 1 chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào, let's go. Rồi, à đây này, có sự kiện xem coi. Đấy, tôi đảm bảo mà anh em, tôi chắc chắn 100% là có sự kiện lấy coi mà, xem coi mà. Đầu tiên thì mình sẽ lấy hết cái đống này đã. Mục tiêu có lẽ là mình sẽ lấy được cái con kia thôi, nó cũng không phải là quá khó. Nhìn chung là cũng dễ mà anh em. Chúng ta sẽ đi con Colosseum này để lấy một cái chìa khóa bên dưới này nữa là chúng ta sẽ mở khóa được cái con rồng ba đầu anh em ạ. Đẹp tuyệt vời luôn, đẹp hơn cả Heroic, có phải nói đẹp hơn cả Heroic. Siêu đẹp luôn, siêu epic. Mở khóa cái lồng thôi chứ thì chưa thể lấy được. Lấy nó cần phải đợi ít nhất phải 3 ngày nữa khi đủ coin cơ thì mới lấy được cái con rồng 3 sao. À, con rồng 3 đầu đấy. Chỗ này cũng hết rồi, không còn gì nhiều. Mở cửa lồng. Ok. Đấy, thấy chưa anh em ơi. Đây, chính là nó đây. Ô, còn Robin Hood được à? What the hell man. Chúng ta còn phải đi rùa cả Robin Hood nữa anh em à. Wow. Đi Robin Hood thì mới lấy được cái chìa khóa. Ui, vãi đạn. Đây, Robin Hood vai lồng ạ. Tôi còn phải đi cả Robin Hood nữa anh em à. What the fuck man. Tôi phải đi cả con này nữa thì mới lấy được chìa khóa. Ui, dã man ạ, dã man con ngàn thế. Rồi chúng ta sẽ được một cái viên đá vô cực nữa. 25 này, 75 xuống dưới đi. Tiếp tục cái bi xuống dưới anh em. Dã man còn ngàn thật sự luôn. Rồi open, mở open ra. Open Vampire Dragon. Oh, hết coi. Ok, tôi thề tôi sẽ cố gắng lấy con này nha anh em. Nếu mà thiếu coi tôi sẽ nạp tiền vào để lấy con này. Chắc chắn là như vậy rồi. Chúng ta đang chúng ta đang ở một cái nhiệm vụ khá là mệt đây. Chúng ta chỉ còn 3-4 ngày thôi nhá. Đây, mình đua, mình chưa lên level 10 cả. Chưa lên level 10 và chỉ còn 4 ngày thôi. 4 hay 3 nhỉ? 4 hay 3 ta? 4 ngày anh em ạ. 4 ngày mà còn khoảng 5 lap nữa. Theo mình đoán là thì cũng không có đến nỗi là quá là tệ. Tình hình này thì vẫn có thể xử lý được, mỗi ngày 1 lap thì vẫn là ok. Vẫn được anh em nha. Theo như mình dự đoán thì nó sẽ vẫn ok thôi, không có gì nhiều. Mình sẽ mua thêm một số con Terra nữa để cho nó ăn lên luôn thể nha. Hai này. 2 Terra rồi, 3 Terra. Ok, 4 Terra, tổng cộng ta sẽ có 4 Terra đây nha. Và mình sẽ cho nó ăn lên nha anh em. 1 này. Còn thêm nữa không? 2 này. Rồi, 2 con bọ rồi. 3 con bọ này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8. Cái này như cần phải 50 mấy con bọ kìa anh em. Có vòng quay không nhở? Có vòng quay may mắn nhở? Không có, hình như không có vòng quay may mắn. Chính xác không có vòng quay may mắn. Vòng quay may mắn sáng nay mình dùng rồi. Như vậy là chúng ta đã hình như đã cho ăn full rồi anh em ạ. Tôi đoán là phải full rồi. Đấy, chỉ còn đợi để nó hồi thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Đấy, tôi không có con bọ nào nữa này. Chắc chắn là sẽ không có bọ nữa rồi. Không có bọ bùng ở đây nữa rồi. Rồi, 20 trên 31.
thằng thằng thứ tư mình cũng gần đuổi kịp sát ít đó rồi anh em ạ. Đây tôi sẽ đánh cái này Legendary War. Tôi cần thiếu hai cái cung nữa, không biết sẽ lấy ở đâu. Hai cái cung nữa thì phải xem quảng cáo thôi, chắc chắn là phải xem quảng cáo rồi. Bây giờ xem quảng cáo đây thì sẽ lấy thêm được cung này, mà chắc có lẽ là chưa cần thiết lắm anh em ạ nha. 17.565 máu, mình sẽ sử dụng lửa đi, tấn công phát 29.000 máu này, khá là mạnh, khá là bá đạo. Rồi, ok boy. Có lẽ mình sẽ để cái này lên phía trên đi. Cái chữ này nó hơi bị vướng, nó hơi bị che mất. Ồ. Anh em đợi tí nhá, để tôi chỉnh cái này cho nó lên trên này đã, cho nó dễ nhìn. Không, chỗ này nó thật ra nó cũng rất là khó nhìn luôn. Nó không hề dễ nhìn một chút nào cả. Đây, để đây đi. Được rồi, như thế này có lẽ là sẽ hợp lý hơn. Rồi, ok, nó không che bất kỳ một cái chữ nào nha anh em. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào game thôi. Vào quest tôi xong rồi này. Không còn quest nữa rồi. Chúng ta chỉ còn Arena Battle và cái nhiệm vụ bên này thôi. Ở bên này vẫn còn con rồng vẫn chưa up anh em ạ. Tôi sẽ lấy thêm một game. 1132, mình tiêu khá là nhiều game đấy nhá. Tôi tiêu khá là nhiều game rồi đấy. Có thông tin về cái sự kiện gì mới không? Legend gì đây? Thunderbolts. Ui, đây là Luffy anh em ạ. Luffy với chữ X này, giá là 198.000. Thunderbolts, quay đẹp thế. Con này chỉ có thể mua được thôi anh em ạ. Chính xác đây mới là Luffy này. Luffy sau time skip anh em ạ, với chữ X giữa ngực luôn. Ui dồi, vãi đạn anh em ạ. Nhìn đẹp nhờ. Wow. Thunderbolts nhìn trông chất lượng thế. Tôi sẽ xem quảng cáo xong rồi các kiểu nữa cơ. Nói chung là nhiều thứ. Master đi, chơi Master War đi. Trong team này thì mình nghĩ mình cũng đánh được anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ có Poor Light cộng như thế này. Rồi, ok, chúng ta sẽ có Poor Light tiếp như thế này, đánh luôn. What the fuck, Leonas. Đặt tên rất chi là hơi ngáo. Xa xi như kiểu là xá xị vậy. Cái này hay sao cả? Mình cũng có. Ok, chúng ta sẽ để luyện được cho con Silly. Vẫn là cấp độ C trừ thôi, mà vẫn chưa lên cấp độ C nhờ. Đó, vẫn đang bị mắc cấp độ. Rồi, chúng ta sẽ có là 20/20. Ten. Rồi, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái off ở bên này. Ui, Savage 50. 50 với 5 sao. Vẫn chưa có tiền để lên cho 70 ạ. Khỏe đấy. Một đối thủ nó khá là gớm nhỉ, khá là sợ nhỉ, khá đáng sợ với cái đối thủ ở đấy. Ok bạn ơi, đấm một phát này. 48.000 máu. El Chakita. Polize. Ok boy. Team này thì thật ra thì nó cũng không quá khó lắm thì mình hoàn toàn đánh được. Cái này sẽ là 588.862. Nice. Rồi, chúng ta sẽ có là 3/20, 50, 37 và 37. Mình sẽ đánh luôn được thôi anh em ạ. Đây, thua line một phát như thế này là xong. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục là đánh cái này nha. Không biết mình bật được tiếng của iPad được không? Bật rồi anh em. Rồi, full line anh em, tấn công rồi anh em ơi. Rồi, đánh nhau đấy. Tiếp tục này anh em. Wolfish. Đấy, như thế này. Ok, con Silly này không sao, nhìn cho nó khá là buồn cười anh em ạ. Wow, có cái Skeleton King luôn. Ở bên này có cả Skeleton King anh em ạ. Tấn công thôi. Đấm một nhát thì bay màu rồi. Một đấm nữa thôi là nó sẽ bay màu nhé. Ok, The Giant Crown. Đấy. Phosphor.
với Pure Life cộng như thế này, 152k. Khá mạnh, khá là xịn. Bây giờ chúng ta sẽ có là 9 trên 20, 40, 40 và 45. Đấy, đánh nhau thôi anh em. Không có gì khó cả đúng không? Không có gì khó. Algrons Dragon. Đấy, tấn công thôi. Mình nghĩ là nó cũng không nói là quá là yếu lắm. Đấy, Sunny với 88.860 mấy máu này. Rất là dễ dàng thôi nhỉ. Yeah. Team này thì không ồ đáng lẽ mình nên luyện cho cái con rồng mới của mình anh em, mà thôi không sao. Không sao anh em ạ. Rồi, chúng ta đã xong. Và bên này sẽ là 12-20, 38, 28 và 26. Đấy. Ok, pull line này anh em. Chúng ta sẽ có pull line phát, đấm luôn nhờn. Bên này sẽ là Mamatus này. Ok, rất khỏe và rất là mạnh, và chúng ta sẽ có là 15 trên 20. Xong rồi đấy, chúng ta sẽ win rồi đấy. Ok boy, chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần khác nha. Bây giờ mình đánh xong hết trong tất cả các trận ở trong Master World rồi, chúng ta đang lên là 10.779 và chắc là sẽ được 11.000 thôi, nó không quá khó khăn. Nhiệm vụ này thì vẫn đang không làm được, đang bị dừng ở đây. DM muốn qua thì dùng mất 119 nghe anh em ạ. À. Nó là quá đắt. Tôi xem có like con gì không. Desert King Solomon và Pollution. Ở những con đấy thì nó khá là yếu thôi. Cái này là cái gì đây? Không có gì nhiều. Thông tin về sự kiện thì sao ta? Vẫn như Collection, cái này là 15. Sẽ đổi được Heroic hoặc là off của Heroic, 40 đến 120 off, nó tùy. Cái này dưới cũng được cả off Titan cơ. Như vậy là tính ra Titan nó sẽ ngon hơn cả off Heroic chăng? Theo như quan điểm của mình là vậy. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.